Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Văn Đét. Đã tới nửa sau của phiên bản 5.0 với sự ra mắt của nhân vật mới thứ hai tại Natlan, đó là Kinnick, một nhân vật 5 sao hệ thảo. Giao diện đẹp dai và gameplay của anh chàng này cá nhân mình thấy khá là thú vị. Đặc biệt nhất là cảm giác như đang đồng hành cùng với Sasuke và Naruto ở Tây Bắc vậy đó. Có điều thằng Na này hơi ồn. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem anh chàng này có gì hay ho, cũng như nên build như thế nào cho nó hợp lý nha. Ok, vô. Đầu tiên là bộ kỹ năng. Với những kỹ năng thiên về đi map thì mình sẽ bỏ qua luôn để video không quá dài nha. Tấn công thường thực hiện tối đa 3 lần đánh liên tiếp, không có gì đặc biệt nên chúng ta sẽ bỏ qua kỹ năng này. Kỹ năng nguyên tố, săn mồi trên cao. Một thứ cũng khá hay đó là khi Kinnick đu dây rồi rơi tự do ở một độ cao nhất định thì sẽ không mất HP, nhưng mà cao quá thì ngõm nha. Kết nối dây móc với mục tiêu và tiến vào trạng thái già hồn chút phút với 0 điểm, có thể nhấn giữ để quyết định hướng bắn của dây móc. Tuy nhiên là trong chiến đấu, mọi người sẽ dùng nhấn nhanh là đa số, còn nhấn giữ chỉ nên dùng trong trường hợp cần thiết. Ví dụ như khi đánh với con mô hình động cơ vĩnh cửu, lúc nó phân tách ra làm 4 con mà chúng đứng gần nhau thì lúc này các bạn có thể dùng nhấn giữ để kết nối dây móc vào con lính máy được cường hóa, nó sẽ hiệu quả hơn. Và khi đã kết nối dây móc với mục tiêu, tới cũng thường sẽ căn cứ vào hướng di chuyển hiện tại và lấy mục tiêu kết nối làm trung tâm để tiến hành bắn vòng quanh, gây sát thương nguyên tố thảo mang thuộc tính dạ hồn. Sát thương bắn vòng quanh sẽ được tính là kỹ năng nguyên tố, mọi người chú ý kỹ cái này nha. Đòn bắn vòng quanh sẽ di chuyển thông qua nút đánh thường, vẫn kích hoạt được nổ của Sunwheel lẫn Zeylan. Tuy nhiên nó được tính sát thương bằng kỹ năng nguyên tố và hệ số cũng nằm ở kỹ năng nguyên tố, nên mọi nguồn bắp tấn công thường sẽ không có tác dụng với Kinnick. Về cách di chuyển khi bắn vòng quanh thì Kinnick sẽ xoay vòng như một chiếc cơm ba. Các bạn không cần giữ nút di chuyển mà chỉ cần bấm tấn công thường thì Kinnick sẽ tự động xoay quanh kẻ địch đang kết nối với dây móc, và nếu như cần đổi hướng thì mới giữ nút di chuyển theo hướng ngược lại ha. Và khi điểm dạ hồn đạt mức tối đa tương đương với 20 điểm thì thanh dạ hồn bên trái Kinnick sẽ đầy. Lúc đó bấm kỹ năng nguyên tố sẽ tiêu hao toàn bộ điểm dạ hồn, thi triển đòn bắn pháo xuyên thấu, gây sát thương nguyên tố thảo mang thuộc tính dạ hồn. Kỹ năng cũng có thể nhấn giữ để ngắm bắn, tuy nhiên thì đạn của Kinnick khi nhấn nhanh có cơ chế tự truy đuổi kẻ địch. Các bạn nên hạn chế sử dụng ngắm bắn, đỡ mất thời gian ngắm, cũng như hạn chế việc bắn hụt xuống nhất có thể. Nhưng cũng có một mẹo khá hay, đó là nếu các bạn ngắm nhanh và thả tay ra liền thì có thể bỏ qua được cái hoạt ảnh bắn pháo nhanh hơn bình thường, từ đó có thể bắn ra được 5 pháo xuyên thấu thường xuyên hơn thay vì 4 bắn cơ bản. Nhưng mà kỹ thuật này sẽ cần luyện tập để quen tay, thao tác nhanh và chuẩn xác, chứ hụt một cái là tổng sát thương xuống khá nhiều đó nha. Và pháo xuyên thấu sở hữu AOE khá nhỏ, nó có thể gây sát thương cho nhiều kẻ địch một lúc nếu chúng đứng sát nhau nha. Một điểm lợi nhỏ đó là khi kẻ địch đang kết nối với dây móc bị tiêu diệt hoặc là nó bị đứt do chúng ta di chuyển ra quá xa thì chỉ cần tiến lại gần và dùng tấn công thường, dây móc sẽ tự động kết nối lại với kẻ địch bên cạnh và tiếp tục bắn vòng quanh. Về khả năng tạo hạt, khi pháo xuyên thấu đánh trúng ít nhất một kẻ địch sẽ tạo ra 5 hạt. Tuy nhiên thì chỉ có thể tạo hạt một lần duy nhất ở mỗi lần kích hoạt trạng thái dạ hồn, mà nó yêu cầu đến 70 điểm năng lượng, nên cơ bản là sẽ rất khó để Kinnick có thể dùng nổ đều đặn mỗi rotation. Các bạn có thể bỏ qua chỉ số nạp để dồn toàn lực và các chỉ số thiên về sát thương ha. Pháo xuyên thấu có hệ số rất cao, nó chiếm phần lớn trong tổng lượng sát thương mà Kinnick gây ra, nên dễ thấy kỹ năng nguyên tố sẽ được ưu tiên hàng đầu, cũng như lối chơi sẽ xoay quanh việc tích đủ điểm dạ hồn để bắn pháo xuyên thấu. Kinnick có một vài cách để tích điểm. Đầu tiên là khi các bạn bật E lên vào trạng thái dạ hồn, cứ mỗi giây sẽ nhận 2 điểm. Thi triển đòn bắn vòng quanh sẽ nhận 3 điểm. Và thứ ba là khi chiến đấu, chúng ta cho Kinnick tiến vào khu vực chết chóc sẽ được 4 điểm. Khu vực này là cái vùng màu xanh hình tam giác hiện ra khi nối dây móc của kẻ địch nè. Các bạn có thể quan sát trong video. Vị trí nó xuất hiện thì mình thấy khá là ngẫu nhiên. Mọi người nên chú ý quan sát kỹ để có thể điều khiển cho Kinnick tiến vào liên tục. Lấy được nhiều điểm dạ hồn thì anh chàng sẽ bắn được nhiều lần pháo xuyên thấu, tăng lượng sát thương gây ra trong một rotation. Cách thứ tư sẽ nhờ vào thiên phú thứ nhất, cái giá của nơi nguy hiểm. Kẻ địch bị kỹ năng nguyên tố của Kinnick đánh trúng sẽ chịu trạng thái nguy hiểm. Khi nhận phải sát thương từ phản ứng tiêu đốt hoặc bung tỏa sẽ sản sinh cho Kinnick 7 điểm dạ hồn, mỗi 0.8 giây kích hoạt một lần. Thiên phú này rất quan trọng, nó cũng giúp chúng ta định hình được lối chơi của Kinnick, tương thích tốt nhất là với các đội hình liên quan đến phản ứng tiêu đốt và bung tỏa. Tiếp theo là thiên phú thứ hai, khế ước của linh hồn lửa. Sau khi nhân vật trong đội kích hoạt dạ hồn bùng nổ, sẽ cung cấp cho Kinnick một tầng kinh nghiệm thợ săn, tối đa cộng dồn 2 tầng. Khi bắn pháo xuyên thấu sẽ tiêu hao hết toàn bộ kinh nghiệm thợ săn, tăng sát thương của pháo xuyên thấu gây ra trong lần đó, mỗi tầng bằng với 320% tấn công của Kinnick. Với các đội hình ở thời điểm hiện tại thì Kinnick chỉ nhận được một tầng kinh nghiệm thợ săn. Chúng ta sẽ cần đợi thêm các nhân vật khác ở Natlan ra mắt để nâng cấp về khoảng đội hình cũng như sức mạnh của cá nhân Kinnick nha. Cuối cùng là kỹ năng nổ, kính chào thánh long toàn năng. Tiêu hao 70 điểm chakra để triệu hồi Naruto, gây sát thương phạm vi nguyên tố thảo mang thuộc tính dạ hồn, và cứ cách tầm 2.5 giây sẽ di chuyển hơi thở của rồng, cũng sẽ gây sát thương phạm vi nguyên tố thảo mang thuộc tính dạ hồn. Đây đơn giản là một kỹ năng giúp gia tăng tổng lượng sát thương gây ra của Kinnick, nhưng tổng phần trăm sát thương là không nhiều, nên cơ bản chúng ta sẽ không cần phải thi triển nó liên tục ở mỗi rotation. Và khi dùng nổ, nếu Kinnick đang ở trong trạng thái dạ hồn chút phút, tức là đang bật chiêu E đó,
thì lần dạy hồn chúc phúc này sẽ duy trì thêm 1,7 giây. Cái tăng thời gian không giúp cho các bạn bắn được nhiều hơn đâu, mà là để bù vào cái thời gian mà animation của nội diễn ra, nên cơ bản là chúng ta có thể dùng nội trước, hoặc dùng trong lúc đang bật kỹ năng nguyên tố đều được. Nếu như thích dùng nội trong lúc đang dùng E, thì các bạn có thể bật E lên và bắn trước vài cái cho nó lên tầm một nửa thanh dạ hồn, sau đó dùng Q luôn, và cứ thế tiếp tục spam đánh thường với E pháo xuyên thấu thôi. Nghĩ kỹ lại thì Kinect có bộ kỹ năng tương đối dễ hiểu, vận hành cũng không quá phức tạp ha, làm quen xíu là ok. Và thứ tự ưu tiên khi nâng cấp kỹ năng mà mình đề xuất, đầu tiên sẽ là kỹ năng nguyên tố, tiếp theo là kỹ năng nộ. Tấn công thường thì các bạn bỏ qua để tiết kiệm tài nguyên cũng ok nha. Kinect sở hữu bộ của mình rất là ngon, nó tăng cao sát thương gây ra của anh chàng này lên khá nhiều. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình điểm sâu vào nha. Của mình 1, ngoài tăng tốc độ di chuyển, lần này còn tăng thêm 100% sát thương bạo kích cho đòn pháo xuyên thấu. Một của mình đơn giản nhưng lượng sát thương đem lại là khá lớn. Những bạn mà không có nhiều kinh phí mà vẫn muốn đầu tư một chút cho Kinect thì có thể dừng lại tại tầng này cũng rất là ok. Của mình 2, kỹ năng nguyên tố khi bắn trúng địch sẽ giảm 30% kháng nguyên tố thảo của chúng trong 6 giây. Ngoài ra, tăng 100% sát thương gây ra và phạm vi ảnh hưởng của phát bắn pháo xuyên thấu đầu tiên cũng lại là một tầng của mình rất ngon, vừa tăng sát thương cho cá nhân Kinect, vừa tăng cho các nhân vật hỗ trợ sát thương hệ thảo khác trong đội, ví dụ như Emily. Đòn bắn pháo đầu tiên kết hợp với các nguồn tăng sát thương khác thì sẽ tạo ra một đòn sốc sát thương khá là khủng. Của mình 4, khi ở trong trạng thái giờ hồn chúc phúc, mỗi 2,8 giây sẽ hồi 5 điểm năng lượng cho Kinect mỗi khi bắn vòng quanh hoặc bắn pháo xuyên thấu. Ngoài ra, tăng 70% sát thương gây ra của kỹ năng nộ. Chúng ta sẽ build Kinect mà không cần quá nhiều chỉ số hiệu quả nạp, nên của mình này không có gì quá đặc biệt. Của mình 6, khi bắn pháo xuyên thấu trúng kẻ địch sẽ nảy thêm một lần nữa, áp dụng với cả khi chỉ có một kẻ địch, gây sát thương nguyên tố thảo bằng với 700% tấn công của Kinect. Ngoài ra thì đòn pháo nảy này nó cũng sẽ hưởng lợi từ bắp của thiên phú thứ hai lẫn của mình 2, cho nên đây sẽ là một tầng của mình rất mạnh của Kinect. Về vũ khí phù hợp với các lựa chọn 5 sao, đầu tiên chắc chắn là vũ khí chấn, nanh sơn vương. Với tấn công căn bản cao, lên đến 741 ở level 90, giảm thiểu việc thiếu hụt chỉ số tấn công, dòng phụ đem lại 11% tỷ lệ bạo kích. Cũng rất hợp lý khi các bạn sử dụng cùng với bộ bí điển, việc farm thánh di vật sẽ thoải mái hơn mà không sợ chàng tỷ lệ bạo, nội tại sẽ tăng đến 60% sát thương cho kỹ năng nộ và kỹ năng nguyên tố. Tiếp theo sẽ là hải đăng bờ biển lâu, cũng là một cây có dòng phụ tỷ lệ bạo, nội tại tăng thêm tấn công cho Kinect sau khi anh chàng này dùng kỹ năng nguyên tố đánh trúng kẻ địch. Chúng ta có thể tận dụng hết bắp nhờ nhận sát thương từ thiêu đốt và bung tỏa. Đây sẽ là vũ khí 5 sao tốt thứ hai sau chấn dành cho Kinect. Thứ ba sẽ là phán quyết, có tấn công căn bản cao, dòng phụ tăng tỷ lệ bạo, nội tại cũng cung cấp thêm phần trăm tấn công, chưa tính tới việc cần kết tinh để nhận thêm bắp, cũng đủ để khiến vũ khí này có thể dùng được cho Kinect. Thứ tư sẽ là đường cùng của sói, cung cấp rất nhiều chỉ số tấn công cho Kinect, một lựa chọn rất ổn nếu như các bạn không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng các vũ khí khác như xích giác phá thạch đao, nội tại thì không dùng được rồi đó, nhưng dòng phụ đem lại khá nhiều sát thương bạo kích, một món vũ khí dùng để cân chỉnh lại chỉ số. Kiếm vô công cũng xài được luôn, nhưng để tối ưu hơn thì chúng ta sẽ cần thêm một nhân vật tạo khiên để đi cùng với Kinect nha. Về các lựa chọn 4 sao, tốt nhất sẽ là kiếm ly cốt, yêu cầu là nên có tinh luyện 2 hoặc 3 trở lên mới sử dụng nha. Và các bạn sẽ cần một nhân vật tạo khiên để tránh cho Kinect nhận sát thương, làm mất hiệu quả bắp của ly cốt. Vì ngoài sát thương của kẻ địch, thì Kinect nhận sát thương từ bung tỏa và thiêu đốt cũng sẽ giảm số tầng bắp của ly cốt luôn. Cuối cùng sẽ là vũ khí mà các bạn có thể nhận miễn phí bằng cách rèn, đó là đao chấn động. Cây này thì độ ngon của nó tốt hơn hầu hết các món 4 sao khác mà mình không nhắc tới. Các bạn có thể chốt hạ luôn mà không cần phải suy nghĩ thêm, nếu như không có các option tốt hơn ha. Về thánh di vật phù hợp, tốt nhất sẽ là bộ 4 bí điển Obsidian, tăng 15% sát thương gây ra và 40% tỷ lệ bạo kích, giúp việc farm chỉ số cho Kinect trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Theo sau sẽ là bộ 4 ảo mộng chưa hoàn thành, cũng là một bộ rất mạnh cho Kinect. Nếu các bạn có sẵn một bộ với chỉ số ngon thì có thể dùng, còn không thì mình không khuyến khích farm nha. Tiếp theo là bộ 4 đàn kịch hoàng kim, nguồn sát thương chính của Kinect đều nằm ở kỹ năng nguyên tố, nên mặc dù không thể nhận thêm 25% bóp sát thương kỹ năng nguyên tố do phải đứng sân, thì bộ này vẫn đem lại lượng sát thương rất ổn. Ngoài ra, nếu đi cùng với Furina thì các bạn có thể dùng bộ 4 thợ săn Me Yoshi, hiệu quả đem lại sẽ nhỉnh hơn bộ đàn kịch một chút. Sau cùng sẽ là thánh di vật ghép với các bộ tăng 18% tấn công và 15% sát thương nguyên tố thảo. Các bạn nên có một nhân vật khác cầm bộ 4 ký ức rừng sâu để có thể giảm kháng thảo kẻ địch, trực tiếp nâng cấp sát thương gây ra của Kinect nha. Về dòng chính trên thánh di vật, đồng hồ sẽ là phần trăm tấn công, đi sẽ là tăng sát thương nguyên tố thảo, nón sẽ là tỷ lệ bạo kích hoặc sát thương bạo kích, tùy vào chỉ số các bạn đang thiếu. Về chỉ số quan trọng, hiệu quả nạp thì mình đã nói ở phần trước của video rồi ha, cho nên quan trọng nhất sẽ là tỷ lệ bạo kích.
Kinnick cũng là một nhân vật dùng rất nhiều sức mạnh và đòn bắn pháo xuyên thấu. Số đòn đánh mang hệ số cao diễn ra trong quá trình chiến đấu là không nhiều, cho nên các bạn nên hạn chế nhất việc hụt tỷ lệ bạo khi sử dụng Kinnick nha. Tỷ lệ bạo kích tổng tính cả mọi nguồn bắp tối thiểu sẽ là 80% trở lên. Các chỉ số khác như tấn công và sát thương bạo kích thì các bạn cứ đơn giản là càng cao càng tốt nha. Vẫn như thường lệ thì mình sẽ để bảng các đội hình tiêu biểu của sự góp mặt của Kinnick ở đây cho các bạn tham khảo. Thời gian sau này khi có thêm các nhân vật khác ở Natland phù hợp hơn trong việc hỗ trợ cho Kinnick thì mình sẽ cập nhật thêm nha. Tổng quan lại thì Kinnick là một nhân vật có sức mạnh ở mức khá ổn, hoàn toàn có thể giúp các bạn chiến đấu trong các content khó mà không gặp quá nhiều vấn đề về sát thương. Ở thời điểm hiện tại dù chưa có đội hình hoàn hảo, nhưng tương lai sẽ có các nhân vật Natland có thể hỗ trợ cho Kinnick rất tốt, cho nên anh chàng này vẫn còn tiềm năng để phát triển về lâu dài, đặc biệt là về mặt gameplay, chơi rất là vui tay luôn. Cho nên là các bạn nào cảm thấy mình phù hợp với Kinnick, cũng như thích giọng của Naruto và Sasuke, thì chắc chắn là việc chọn build anh chàng này sẽ rất là hợp lý. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo. Tạm biệt các bạn, bye bye.